Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Một cuộc điện thoại đặc biệt gọi đến phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội sáng ngày 24 tháng 8. Đây là cuộc điện thoại từ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sành Pôn đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ đảm bảo an toàn để các chuyên gia y tế vận chuyển một trái tim được hiến tặng từ Bệnh viện Sành Pôn ra sân bay nội bài di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh ghép cho bệnh nhân. Trước đó, đêm ngày 22 tháng 8, Bệnh viện Sành Pôn, Hà Nội tiếp nhận một ca bệnh trong tình trạng nguy kịch được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, bệnh nhân 32 tuổi ở huyện Đông Anh, Hà Nội được đưa vào khoa cấp cứu sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi nhập viện, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám và chuẩn đoán. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất hiện nhiều dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng như hàm mặt sưng nề, tụ máu vùng bụng và chậu. Bệnh nhân được chẩn đoán là đa chấn thương, nghiêm trọng chưa xác định rõ ràng, Bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các xét nghiệm cần thiết cho bệnh nhân, tuy nhiên tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi. Đến 3 giờ 15 phút, ngày 23 tháng 8, các bác sĩ tiến hành đánh giá lâm sàng và nghi ngờ bệnh nhân đã chết não. Sau 3 lần kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, đến 10 giờ sáng ngày 24 tháng 8, kết quả cuối cùng đã được khẳng định. Bệnh nhân đã không thể qua khỏi. Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn, đó là hiến tạng cùng người thân để mang lại sự sống cho người khác. Đây là một hành động thể hiện tình thương yêu và sự hy sinh cao cả, mang đến hy vọng mới cho bệnh nhân đang mong chờ cơ hội được ghép tạng. Sáng ngày 24 tháng 8, dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối Tạng Quốc gia, các tạng của bệnh nhân được chuyển đến cơ sở y tế lớn để thực hiện ghép tạng ngay cho những bệnh nhân đang chờ được ghép tạng, hồi sinh sự sống. Theo đó, gan của người hiến tạng được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tim được chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, hai thận được ghép cho hai bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn và rác mạc của người hiến, được chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các kíp lấy tạng, chuyển tạng và ghép tạng của các đơn vị trên đã được triển khai các hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Riêng về trái tim được hiến tặng, ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng cảnh sát giao thông đã trực tiếp chỉ đạo đội tuần tra dẫn đoàn bố trí hai xe ô tô chuyên dụng cùng tổ công tác đến ngày bệnh viện đa khoa Sanh Pôn để hỗ trợ. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, kiếp dẫn đoàn của phòng cảnh sát giao thông đã có mặt tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn, phối hợp với các chuyên gia y tế chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về con người, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ. Phương án dẫn thử cũng được nghiên cứu để đảm bảo thời gian kịp đến sân bay Nội Bài để chuyển tim vào thành phố Hồ Chí Minh. Do chưa thể thực hiện việc lấy tạng theo kế hoạch ban đầu nên đến 17 giờ cùng ngày. Theo đề nghị của bệnh viện, cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng đưa chuyên gia y tế mẫu bệnh phẩm hòa tốc từ bệnh viện đa khoa Sanh Pôn di chuyển lên sân bay nội bài để kiểm tra mức độ tương thích, chuẩn bị phát đồ điều trị, sau đó đưa các chuyên gia y tế trở lại bệnh viện tiến hành các bước để lấy tạng. 20 giờ 10 phút, đêm ngày 24 tháng 8, trời Hà Nội mưa như chút nước cũng là lúc các tổ công tác phòng cảnh sát giao thông bắt đầu hành trình dẫn đường để chuyển món quà lòng nhân ái từ Bệnh viện Đa khoa Sinh Pôn đi sân bay nội bài. Do mưa lớn, một số điểm trên tuyến đã bị ngập. Đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng cảnh sát giao thông, đã chỉ đạo kiếp dẫn thay đổi lộ trình và yêu cầu các đội địa bàn tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn cảnh sát giao thông ở nút giao để có thể trở tạng và chuyên gia lưu thông để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một thông tin đang gây chú ý và được quan tâm. Một người phụ nữ đã kiếm gần 1 tỷ đồng mỗi tháng nhờ nhận dọn những ngôi nhà siêu bẩn, siêu thối đến mức đáng sợ. Người phụ nữ này có tên là Libby Denray, 29 tuổi, sống tại Vương quốc Anh. Cô sở hữu doanh nghiệp có tên là The Clean Up Company. Cô tiết lộ công việc đem lại cho cô khoản tiền lên tới 9.000 đô la Mỹ, tương đương với 224 triệu đồng mỗi tuần và cô chia sẻ mình từng vệ sinh tấm nệm có người nằm chết tới 3 tháng. Lipi thường xuyên chia sẻ hình ảnh cô kiếm tiền bằng cách dọn nhà lên một tài khoản TikTok có 600.000 người theo dõi. Công việc này không đơn giản chỉ là dọn dẹp, cô phải đối mặt với những tình huống chớ trêu kỳ lạ. Cô chia sẻ rằng, mình đã phải vệ sinh tấm nệm mà một người đàn ông nằm chết ở trên đó 3 tháng trước. Mùi thi thể lâu ngày rất kinh khủng, nhưng có vẻ như cô rất giỏi làm công việc này, cô yêu thích nó và cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù công việc này khiến nhiều người e ngại, nhưng Lippy thật sự thích làm. Cô luôn hoàn thành việc lột xác những ngôi nhà bẩn thỉu cực độ một cách xuất sắc. Lipidani bắt đầu công việc từ 9 giờ đến 17 giờ và làm 5 ngày một tuần. Tiền công hàng nghìn USD trở lên cho mỗi công việc cụ thể, tùy thuộc vào mức độ bừa bộn của ngôi nhà. Lipi thừa hưởng khả năng dọn dẹp từ người cha chuyên đi Nhật Giác. Cô được bố cho đi theo từ khi còn rất nhỏ. Cô đã bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa từ năm 19 tuổi. Với 10 năm kinh nghiệm trong nghề, cô thừa nhận mình đã quen với việc chứng kiến những ngôi nhà siêu bẩn và bừa bộn đến mức kinh hoàng. Chính bố của cô đã đưa cô vào nghề này bằng cách cùng ông làm việc và cô chưa bao giờ hối hận. Thưa quý vị, một thông tin khác cũng được dư luận vô cùng quan tâm và bàn luận sôi nổi. Đó là công ty công nghệ Tomorrow Bio, công ty khởi nghiệp công nghệ cao, có trụ sở tại Berlin Đức, đang cung cấp dịch vụ đông lạnh thi thể. Nhiều khách hàng sẵn sàng trả một số tiền lớn để đăng ký với hy vọng một ngày nào đó trong tương lai xa xôi mình có thể được hồi sinh. Mỗi khách phải đóng một lần 222.603 đô la Mỹ, tức là tương đương với khoảng 5,5 tỷ đồng, cộng thêm phí duy trì hàng tháng là 55 đô la Mỹ, khoảng 1,4 triệu đồng. Công ty tuyên bố rằng cho đến nay đã có 6 người và 5 vật nuôi được sử dụng dịch vụ đông lạnh thi thể Danh sách chờ của công ty có 650 khách hàng với độ tuổi trung bình là 36. Những người này mong muốn sau khi qua đời, thi thể của mình sẽ được đưa vào tủ đông lạnh để bảo quản ngay lập tức. Quá trình bảo quản thi thể diễn ra ngay sau khi khách hàng được cơ quan chức năng xác nhận là đã qua đời. Công ty Tomorrow Bio sử dụng xe cứu thương chuyên dụng, hoạt động như một phòng đông lạnh di động đến nhận thi thể để mang đi bảo quản. Chất dịch trong thi thể được thay thế bằng chất chống đông y tế để tránh cho các mô tế bào khỏi tình trạng tổn thương không thể phục hồi. Thi thể được để ở phòng đông lạnh trong khoảng hơn một tuần cho đến khi thân nhiệt hạ xuống khoảng âm 320 độ F, sau đó sẽ được lưu trữ trong một thùng thép dài chứa ni tơ lòng giúp bảo quản lâu dài. Trong tương lai, nếu trường hợp một khách hàng nào đó được phục sinh thành công, như trong phim viễn tưởng về các siêu anh hùng Captain America, Công ty Tomorrow Bio sẽ hoàn lại số tiền khách đóng sau khi trừ đi các loại thuế phí và để gia tăng sự hấp dẫn của dịch vụ mình cung cấp. Đơn vị này nêu ví dụ thành công của các nhà khoa học sử dụng phương pháp tương tự để bảo quản và tái sử dụng thận thò. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thú vị khác đang diễn ra trên thế giới. Tại Chile, Li thi được sản xuất thông qua quá trình bay hơi nước muối trong ao hoặc hồ chứa đầy nước được bơm từ bên dưới các bãi muối, chủ yếu từ sa mạc muối Atacama. Cộng đồng bản địa xung quanh Atacama lo ngại rằng hoạt động khai thác có thể làm cạn kiệt nguồn nước ngọt khan hiếm và nước muối giàu lithium. Các nhà hoạt động vì môi trường đưa ra cảnh báo việc khai thác lithium ở sa mạc Atacama sẽ tác động đến hệ sinh thái dễ bị tổn thương tại đây một trong những nơi chúng tôi tiến hành nghiên cứu là bãi muối Atacama. Sau khi xem xét các hình ảnh vệ tinh và thực hiện nhiều xử lý kỹ thuật, chúng tôi kết luận rằng một khu vực ở phía tây nam của bãi muối Atacama đang chìm xuống với tốc độ từ 1 tới 2 cm mỗi năm. Chúng tôi nghĩ rằng hiện tượng sụt lún đã bắt đầu xảy ra từ năm 2019. Một kết quả nghiên cứu công bố năm 2019 cảnh báo quy trình sản xuất sử dụng nhiều nước ở sa mạc Atacama đã làm gia tăng mối lo ngại về nguy cơ gián đoạn thủy văn các nguồn nước tự nhiên ở khu vực có lượng mưa tối thiểu. Nghiên cứu nhấn mạnh những tác động đối với môi trường bao gồm suy thoái thảm thực vật bề mặt, tăng nhiệt độ bề mặt ban ngày và giảm độ ẩm của đất. các biển báo đường bộ và điểm qua đường được thành phố Luân Đôn thực hiện nhằm mục đích giảm số lượng nhím bị cán chết trên những con đường đông đúc xe cộ. Tình trạng này ngày càng trầm trọng hơn do nhím không có phản ứng phản kháng hoặc bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Thay vào đó, loài vật này cuộn tròn lại thành một quả bóng để sử dụng lớp gai bên ngoài xua đuổi kẻ thù. Song với cách đối phó này tỏ ra không hiệu quả trong nhiều tình huống nguy hiểm trên đường.